Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, cùng nhau trong cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hôm nay, còn được gọi là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm Thánh 2000 đã quyết định thiết lập Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật tôn kính lòng thương xót của Chúa. Xin cho Chúa Giêsu chúng ta yêu mến, chính lòng thương xót của Ngài luôn chữa lành chúng ta, chữa lành tâm hồn và chữa lành thể xác chúng ta, để tình yêu của Ngài sẽ luôn luôn nỡ chúng ta trên mọi nẻo đường chúng ta đi, đặc biệt là khởi đầu một tuần lễ mới này. Dâng thánh lễ, tôi cầu nguyện cho anh chị em, xin lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong công ăn việc làm của mỗi người. Và cũng hợp ý với anh chị em chúng ta trong thánh lễ này, Cộng đoàn lòng Chúa thương xót Giáo xứ Thăng Long cầu cho những người tội lỗi và những người khô khan nguội lạnh được ơn trở lại. Dỗ linh hồn Phêrô, dỗ linh hồn Maria Đặng Thị Thuần, cầu cho linh hồn Tăng Phước An. Tạ ơn Chúa bình an cho gia đình, xin ơn hoán cải đi xa được bình an. Cho linh hồn Vincente, Maria, Giuse, Gioan Bautista, Gioaquim, Anna, các linh hồn. Linh hồn Gioan, Francisco, Anna, Giuse, Maria. Và cầu nguyện theo ý người xin nữa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, con Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không để ngón tay vào lỗ đinh, và nếu tôi không đặt cả bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Rồi người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này, nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh của Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Kính thưa anh chị em, thoạt tiên chúng ta mới nghe đó cái câu chuyện Chúa Giêsu nói với Tôma: "Tôma, lại đây xỏ ngón tay vào tay Thầy này, tay Thầy này, đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." "Tôma, con đã xem thấy Thầy nên con tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin." Có cảm tưởng là Chúa Giêsu của trách Tôma, nhưng nhiều nhà thần học và bản thân tôi suy niệm bài tin mừng này thì tôi xin thưa anh chị em, hoàn toàn không khiển trách tí nào. Vì lý do thứ nhất là sự kiện xảy ra là cách 8 ngày. Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, là cách 8 ngày so với Chúa Nhật trước là Chúa Nhật Phục Sinh. Thì Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với lại các thánh tông đồ, Tôma không có nhà.
Và khi Tôma trở về thì họ nói: này Chúa sống lại. Và Tôma đặt vấn đề liền: nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh của Ngài, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tại sao vậy? Vì thầy của mình bị chết đóng đinh. Coi chừng các ông nhìn gà hóa quạ. Đúng thầy của mình chết đóng đinh không? Nếu mà thầy mình đóng đinh thì tôi sẽ kiểm chứng là ngón tay của thầy mình bị đóng đinh và cạnh sườn của thầy bị thòng, bị thục, bị thòng, mọi gọi đoạn gọn giáo đâm thòng, thì tôi xin kiểm chứng. Nếu điều Tôma đòi hỏi yêu cầu mà phi lý thì 8 ngày sau, tức là hôm nay, Chúa Giêsu không hiện ra đâu. Điều mà Tôma đặt vấn đề vô duyên, chả hợp lý gì, thì 8 ngày sau. Thì Tôma nói như vậy thì ngày hôm nay, 8 ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra: Tôma, con đòi hỏi hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy đặt tay vào cạnh sườn thầy. Chúa Giêsu không hề khiển trách. Điều Tôma đòi hỏi, Chúa Giêsu đáp ứng. Nhưng khi mà Tôma gặp Chúa rồi, anh chị em để ý trong bài Tin Mừng Thánh Gioan tường thuật, Tôma không hề dám xỏ tay vào cái lỗ đinh của Chúa, không dám vào đâu, không dám. Miệng thì nói leo lẻo ấy, nhưng mà này xỏ vào xem có mà chết rét. Tôma lập tức nói liền: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tôma tuyên xưng. Các thánh tông đồ có tuyên xưng không thì không biết, nhưng Tôma bây giờ không chỉ đơn thuần gọi Chúa là thầy nữa, mà bây giờ Chúa là Thiên Chúa của Tôma, là Chúa của Tôma. Đó là đức tin. Và đấng phục sinh bây giờ không chỉ là thầy nữa, mà còn chỉ đơn thuần chỉ là chuyện sống lại, mà bây giờ đấng sống lại đó là Chúa của tôi, là Thiên Chúa của tôi. Và anh chị em rất thân mến, điều này chính là điều chúng ta đang thực hiện hôm nay. Khi chúng ta cử hành thánh lễ hàng ngày, đấng phục sinh đang ở giữa chúng ta. Đấng phục sinh đó là Chúa và là Thiên Chúa chúng ta. Nhưng khi Chúa Giêsu nói với Tôma: Tôma, con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Con đòi hỏi, bây giờ con thấy thầy, con tin rồi. Và con nhờ con tin, con tuyên xưng thầy là Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Tại sao mà cái điều này, phúc cho ai không thấy mà tin? Thì cái điều Tôma đã đòi hỏi kiểm chứng thì là cái mức độ thứ nhất, ta gọi là mức độ thực nghiệm kiểm chứng. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay qua cái việc Tôma như thế, Chúa Giêsu nâng cái mức độ hiểu của Tôma để hiểu thêm 3 điều sau đây mà tôi xin phép suy nghĩ với anh chị em. Trước hết, về cái vấn đề kiểm chứng, sẽ có những điều mà chúng ta không thấy, không bao giờ thấy, nhưng mà chúng ta phải tin phải có. Bây giờ các bác ngồi trong nhà thờ này, em hỏi các bác nha. Ai ngồi trong nhà thờ này bây đã từng biết ông cố, ông kỵ của mình, tổ tiên của mình đó, ông bà nội ngoại thì có thể biết, ông cố, ông kỵ, ông kỳ 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 á. Ai đã trông thấy rồi giơ tay em xem nào. Nếu mà các bác mà trông thấy ông cố, ông kỵ, ông kỳ 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 á, thì chắc các đấng phải chẳng 150 tuổi. Nhưng mà anh chị em có tin chúng ta có ông cố, ông kỵ không? Có ai trông thấy không? Làm gì trông thấy? Nhưng mà chúng ta có tổ tiên, làm sao chúng ta biết? Chúng ta nghe ông bà nội chúng ta kể ông cố của chúng ta. Nghe biết vậy. Anh chị em biết, tôi thú thật với anh chị em, cho đến giờ này đó, là tôi rất tin những gì người ta nói về bố tôi. Tôi rất tin là bởi vì thế này: tôi mồ côi bố 13 tháng nên hoàn toàn không có một ý niệm nào về bố. Thế thì mẹ kể cho mình về bố như thế nào thì mẹ kể là một thứ, là một bằng chứng. Hàng xóm láng giềng người ta biết bố tôi, người này kể, người kia kể, ráp tất cả những cái người kể, thấy mẫu số chung giống nhau, giống nhau. Như vậy những người này nói họ không bịa, họ không bịa. Điều tôi không thấy, nhưng những người đã thấy họ làm chứng, tôi tin. Vậy thì tôi sẽ tin không chỉ bằng giác quan tôi nữa, mà tôi tin vào những người đáng tin. Đó chính là 10 ông tông đồ này, ông thấy mà bây giờ ông kể cho Tôma. Bây giờ Chúa nói: này Tôma, con đòi cho đòn được, con chỉ nghĩ là con thấy thì con mới tin. Hãy tin 10 cái người kia, họ không có lừa, họ không có lừa. Và chúng ta phải sống đời sống hôm nay tin những người đáng tin. Nhưng điều này tôi xin lật ngược thêm một điều thứ hai nữa, là nếu chúng ta tin những người họ nói chân thật
thì tác nhân những người nói chân thật không phải ai đó mà là chúng ta, chúng ta phải là chứng nhân của sự chân thật để những người khác thấy chúng ta làm chứng, họ tin vào chúng ta và chúng ta là chứng nhân. Anh chị em có biết không, tôi sống hôm nay này là nhiều người nói với tôi lắm, người ta nói thưa cha, trong cái xã hội Việt Nam hôm nay thành công ăn nhau ở cái chỗ là cái chữ tín đó. Chữ tín đó, anh lừa người ta một lần, hai lần, người ta biết chạy xa luôn. Các bác có tin em nói, sống một đời này, hôm nay cái điều quan trọng đối với mọi người là chữ tín, ai đồng ý em thay, em xem. Cái chữ tín đó, cái chữ tín làm nên giá trị con người chúng ta. Và đây mức độ thứ nhất, chúng ta biết dựa trên chữ tín đối với người khác họ làm chứng, đó là mức độ thứ nhất. Mức độ thứ hai, nếu tôi mà kiểm chứng bằng giác quan, không đơn thuần, cuộc sống của chúng ta không chỉ là vật chất. Chúa vừa nói nâng lên, chúng ta còn có tinh thần nữa kìa. Nên chúng ta mới nói cuộc sống của chúng ta là có cả tinh thần và thể lý. Vậy tinh thần làm sao mà chúng ta kiểm chứng đây? Ví dụ chúng ta nói tình yêu. Ví dụ chúng ta có những cái cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta. Làm sao ai kiểm chứng được? Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta suy nghĩ gì? Điều chúng ta đang xảy ra là có suy nghĩ, nhưng mà không ai biết. Tôi thú thật với anh chị em điều này đó. Vì thế nó mới ra cái chuyện hai vợ chồng ở với nhau nên một, nhưng hai vợ chồng không hề hiểu nhau hoàn toàn 100%. Tôi dám cam kết với anh chị em đó, cam kết với anh chị em luôn đó. Bởi vì sẽ có những cái điều thuộc về tâm hồn của chúng ta mà chúng ta chỉ có chúng ta, và khi chúng ta chết nó đi theo chúng ta, người bạn đời chúng ta không biết. Nhưng khi thấy người ta có những cái điều này điều kia mà chúng ta chưa hiểu, nên nó mới ra cái chuyện thứ hai này. Vì là thuộc về lĩnh vực tinh thần nên nó mới ra cái chuyện. Nếu nó rõ ràng ra thì thôi không sao, vì nó tinh thần nên chúng ta mới xảy ra cái chuyện ngộ nhận và hiểu lầm. Cái đau khổ của chúng ta là người khác không đọc được tâm hồn của chúng ta, vì họ không kiểm chứng được. Nên cuộc đời của chúng ta, nếu tất cả mọi cái nó sờ sờ ra rõ hết thì nó không có vấn đề. Nhưng bởi vì nó thuộc về lĩnh vực tinh thần nên chúng ta đôi khi bị đau khổ vì lĩnh vực tinh thần hơn lĩnh vực thể lý. Anh chị em rất thân mến, chúng ta phải ngộ cái điều này để nói cái gì? Ôi, người ta có thấy tâm hồn mình đâu, họ có thấy đâu, nên là không đâu có hiểu. Bài tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta bài học: đừng có ảo tưởng về cách đánh giá của kẻ khác. Chúng ta là chúng ta, sống tâm tình của chúng ta, linh hồn của chúng ta. Vì thế chuyện người ta hiểu chúng ta cách này hay cách khác, chuyện của xã hội, bởi vì họ chỉ nhận xét bằng cảm giác và giác quan. Còn tâm hồn của chúng ta là trước tôn nhan Chúa. Nên chúng ta bình an. Xin anh chị em hôm nay với bài tin mừng này không suy sụp nếu người ta hiểu lầm và vu khống chúng ta. Anh chị em đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay xem. Em bị thường xuyên lắm các bác ạ. Yếu tố không thấy nên không kiểm chứng, nên không thuyết. Nhưng mà yếu tố thứ ba, Chúa nâng lên phúc cho những ai không thấy mà tin. Anh chị em xem, cách đây 2000 năm các thánh tông đồ, ông Tô-ma, ông thấy Chúa sống lại, ông không thấy. Chúng ta bây giờ làm sao trông thấy Chúa? Vậy chúng ta suốt 2000 năm, suốt 2000 năm nay có ai trông thấy Chúa sống lại đâu? Mà ông chẳng thấy ở với Chúa, đâu có kiểm chứng được. Thế thì chúng ta tin Chúa như thế nào? Điều này hôm nay áp dụng cho chúng ta. Phúc cho chúng ta không thấy mà tin. Không thấy bằng giác quan, nhưng chúng ta thấy trong đức tin. Và trong đức tin chúng ta cảm được điều mà người khác chỉ đòi hỏi về vấn đề giác quan sẽ không bao giờ thấy. Tôi xin phép minh họa một cái câu chuyện này để soi sáng thôi và kết thúc bài chia sẻ. Cách đây trên 20 năm, tôi làm lễ ở một cái nhà thờ, mà nhà thờ đó gần hầu hết là dân trí thức. Tổng giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, toàn là dân trí thức không. Thế có một cái người đó, có ông bác sĩ, ông ấy đi lễ mà tôi thấy ông ấy ít, hầu như không rước lễ bao giờ.
Thế cái ngày đó khi mà tôi cởi áo lễ ra cái thì ông có đón tôi ở cái cổng, ở cái cửa phòng áo đó. Ông chào tôi thế này: chào linh mục. Thì tôi nghe đến chào linh mục tôi biết là quân nước ngoài, chứ không phải quân nước trong. Quân nước trong là chào cha. Tôi nghe đến chào linh mục một cái là tôi bảo quân nước ngoài rồi. Thì tôi mới nói: chào ông. Thế ông nói: tôi xin hỏi linh mục một câu này. Tôi đi lễ nhà thờ này thường xuyên, mà tôi nói thật tôi không phải là người Công giáo. Bắt chỗ nào đứng, chỗ nào ngồi, chỗ nào hát, cái gì tôi biết hết tất cả. Thì tôi đi nhà thờ này đó là bởi vì thú thật với linh mục, anh chị em biết là những người ngoại đó, và tôi cũng biết không phải chỉ có ông đó đâu mà nhiều người họ biết ở cái khung cảnh nhà thờ của chúng ta đi lễ này, nhiều khi họ ở nhà đó, nhiều khi họ cũng bị dày vò tinh thần, họ đến nhà thờ cái bầu khí rất là thiêng thánh, rồi nghe ca đoàn hát, rồi nghe ông trai giảng, rồi thấy bầu khí chúng ta, tâm hồn họ nó lắng xuống, nó nhẹ nhàng. Nên có những người ngoại họ đến nhà thờ, họ tìm một cái, ta gọi một cái không gian hay một cái sân chơi lành mạnh. Thế thì ông này tựa như vậy. Ông ấy đi đến, ông thích cái bầu khí vậy. Ông bảo vậy, tôi thấy, thì tôi đến, thế hỏi tôi, ông đến đây, ông tìm cái gì? Ông bảo tôi đến, tôi thích cái bầu khí, nghe ông trai giảng, nghe ca đoàn, các thứ nọ kia. Nhưng mà tôi thấy những người này, họ đi đều đặn. Ngày nọ ngày kia tôi thấy cái nhu cầu đó thôi, nhưng mà mai mốt tôi chán thì thôi. Thì tôi hỏi linh mục là họ đến cái gì, vì cái gì. Tôi nói với ông, họ không đến vì ông cha giảng, họ chẳng đến vì ca đoàn hát, vì ông cha giảng này hay ông này ông khác, rồi cũng đi thôi. Nhưng mà họ cứ đều đặn họ đi như vậy. Thế thì bởi vì tại sao? Cái điều họ đến, họ không tìm cái cảm giác của cái yếu tố bên ngoài, họ tìm đấng vô hình. Ông ấy hỏi tôi chứ, ông đấng vô hình là cái đấng như thế nào, ông có thể cho tôi hiểu không? Thì đúng lúc giờ là vừa kết lễ, tôi dẫn ông ấy vào trong nhà thờ. Thì lúc bấy giờ ở trong nhà thờ còn một số người, sau khi lễ xong họ ở lại, họ cầu nguyện. Mà những cái người đó, tôi xin thưa anh chị em, tôi xin lỗi anh chị em nha, hơi hỗn tí. Ai mà ở lễ mà ở lại, họ cầu nguyện sốt sắng lắm. Còn quân mà đi lễ xong lo đi về, đi lễ xong lo đi về là xong tội. Còn cái người mà ở lại là họ khác lắm nhau. Họ ở lại là họ ở lại là họ có cái gì đó, họ cầu nguyện tha thiết lắm. Còn quân mình đi lễ lo đi về không kẻ mắc tội trọng thôi à. Thế họ ở lại, họ ở lại mà tôi chỉ cho họ này. Ông xem nè, ông cha thì đi vào rồi, ca đoàn là hết rồi mà hết, mọi người về hết rồi. Trong nhà thờ đâu còn ai. Ông nhìn cái mắt của họ, ánh mắt của họ, nhìn cái kiểu của họ. Họ đang nhìn cái gì, họ đang làm gì. Họ đang nói chuyện, đang cầu nguyện với đấng vô hình. Và cái đó là cái họ đến đây. Vì ông đi tìm cái hữu hình, họ đi tìm cái vô hình. Và đức tin của họ cho họ thấy đấng vô hình. Anh chị em, tôi minh họa cái điều đó. Và ông đó về sau đó, ít tháng sau ông trở lại với Chúa đó. Tôi nói với ông thế này: ông mà làm sao tôi thấy được đấng vô hình? Tôi nói với ông cứ đến nhà thờ. Vì ông chưa thấy đấng vô hình, ông cứ nói: lạy Chúa xin cho con thấy Chúa. Con chưa thấy Chúa, xin cho con thấy Chúa. Ông cứ đến nhà thờ ông nói vậy: lạy Chúa xin cho con thấy Chúa, Chúa sẽ cho ông thấy, ông thấy Ngài. Thì sao ông thấy Chúa? Ông thấy Chúa gì? Thấy Chúa bằng mắt trần. Thấy Chúa bằng trái tim và tâm hồn. Và đây chính là điều kết thúc bài chia sẻ của anh chị em. Tôi xin gợi ba cái ý tưởng này. Anh chị em, chúng ta đến đây, điều cuốn hút chúng ta không phải là yếu tố giác quan, không phải nhà thờ, không phải là ông cha, không phải là ca đoàn, mà chính Chúa lôi kéo chúng ta đây. Và đó chính là cái vô hình Thiên Chúa chúng ta. Ở nơi đây bất luận ai, dù ông cha, dù ai, gì chăng nữa, thì tất cả đó yếu tố ta gọi là yếu tố giác quan. Nhưng Chúa là đấng ban ơn thánh cho chúng ta. Vì thế ở nơi đây Chúa đang ơn, đang lôi kéo chúng ta. Nên tất cả mọi người chỉ là thừa tác viên. Anh chị em biết ở trong phục vụ đó, ở trong phục vụ tôi nha, tôi làm lễ thì gọi là thừa tác viên có chức thánh. Còn giáo dân đây đọc thánh thư gọi là thừa tác viên không có chức thánh. Tôi không là tác giả. Thừa tác viên, thừa tác viên là gì? Viên là người, thừa tác là người thừa hành. Tôi có chức thánh thì gọi là người có chức thánh thừa hành. Người không chức thánh là thừa tác viên không có chức thánh. Ca đoàn là thừa tác viên. Toàn bộ tất cả chúng ta là thừa tác viên, nghĩa là người thừa hành. Còn Chúa hành động. Vì thế mới ơn thánh chứ. Chúng ta mới xin ơn này ơn kia chứ. Và cái thứ ba nữa, chúng ta nói với Chúa: lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa. Và khi con thấy Chúa, Chúa chính là lẽ sống của con. Và cam kết với anh chị em, khi anh chị em đến đây, anh chị em gặp Chúa rồi,
Bước ra khỏi nhà thờ, lòng tràn ngập niềm vui. Ca đoàn nó hát á, tôi xin lỗi anh chị em ca đoàn nó hát, thì chúng ta sẽ ngồi làm giám khảo hết này. Hôm nay hát dở bỏ mẹ, hôm nay hát rộm, hôm nay hát hay. Chúng ta ngồi nghe toàn làm giám khảo hết. Ông cha giảng ngồi dưới nghe thì ít, giám khảo thì nhiều. Nhưng mà gặp Chúa đó thì nó khác lắm, khác lắm. Ra khỏi nhà thờ, ông cha giảng cũng qua đi, ca đoàn hát qua đi, nhưng mà lòng chúng ta thì đầy vì đấng vô hình ở trong lòng chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.